Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một bố mẹ nhỏ gọn du lịch đã sản xuất cũng khá là lâu rồi. Đó là bố mẹ Sony A6000 kèm lên kit 10650. Thì đây là một bố mẹ rất là nhỏ gọn, các bạn có thể bỏ túi như mình đây. Mình có cái túi này, mình bỏ bình thường mình đi du lịch thôi. Thì cái bộ này ảnh chất lượng và nhỏ gọn thì đích như nào, các bạn cùng theo dõi mình sẽ làm một bộ album ảnh từ nó, các bạn theo dõi nhé. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái hình ảnh mà mình chụp sử dụng với lens kit 1650 OSS. Đây là một ống kính đa dụng, chụp có thể nhiều thể loại như là phong cảnh hay là đời thường. Và đây là tổng quan của cái máy này kèm với ống kính kit 1650. Và cái dòng máy này sẽ gồm 3 phiên bản màu khác nhau, đó là màu đen, màu bạc và màu trắng. Cái này tùy vào sở thích các bạn mà các bạn có thể chọn cho mình một cái màu ưng ý nhất. Và sau đây là tính năng cơ bản nhất của cái máy này. Thì đây là cái máy ảnh có tên mã là Sony A6000, sử dụng ngầm E-Crop, sử dụng cảm biến IPS HD CMOS, độ phân giải tối đa của nó là 24.3 megapixel. Với màn hình 3 inch, ISO của máy nằm trong khoảng từ 100 đến 25.600 và máy chụp tốc độ liên tiếp 11 ảnh trên giây. Tốc độ chụp nhanh nhất của máy này là chỉ 1/4000 và có thể chia sẻ qua điện thoại hoặc là các dòng laptop thông qua Wi-Fi. Máy này sử dụng pin mã NP-SW50 và máy này trọng lượng chỉ có 285g chưa gồm lens kit. Và sau đây là một vài hình ảnh chụp thực tế. Đầu tiên là ảnh phong cảnh mà mình đã chụp. Thì ở đây có một bức hình mình chụp ở tiêu cự 16mm tại một khách sạn ở Vũng Tàu. Thì các bạn thấy ở đây là ảnh góc với màu rất là đậm ở một cái bè phà nuôi cá. Tiếp theo là một cái view mình chụp từ khách sạn xuống, ở đây là bãi biển và trời mây, các bạn thấy trời cũng khá là trong xanh, màu rất là nịm mắt. Và đây là một bức hình mình chụp tại điều kiện ngược sáng lúc 6 giờ chiều hoàng hôn, và mình chụp cho chủ thể tối và ánh mặt trời nó vừa dịu nhẹ nhất. Tiếp theo mình sẽ test ở những bức hình ở tiêu cự 16mm nó rộng đến cỡ nào. Đây mình đã test khoảng cách cũng khá là xa, tầm 50m ở bãi biển ở tiêu cự 50mm. Và tiếp theo mình sẽ tiếp tục test ở tiêu cự 16mm để mình thấy cái ảnh nó rộng cỡ nào. Tiếp tục mình chụp ở điều kiện hoàng hôn. Đây là bức hình mình chụp ở cái khoảng cách cũng khá là gần để mình test xem cái độ nét của nó như nào. Và bây giờ mình sẽ zoom lên để các bạn thấy độ nét của nó nhé. Độ nét rất là tốt và mình thấy nó hơi bị căng luôn ấy. Và tiếp theo mình sẽ chụp một vài bức hình nữa ở điều kiện khác nhau. Ở đây mình sẽ chụp một bức hình ở bên quận Bình Thạnh. Mình chụp và có chỉnh sửa màu ở tiêu cự 16mm. Tiếp theo mình sẽ test thêm một vài điều kiện khác nhau. Đó là điều kiện lúc sáng sớm ở quê mình. Đây các bạn thấy ở đây. Ở đây mình không có chỉnh sửa gì nhiều. Mình chỉ set up picture style nó lên, contrast lên cao nhất, saturation lên cao nhất và độ nét cao nhất luôn để mình chụp phong cảnh nhé. Tiếp theo ở đây là mình đang test một tấm hình chụp ở chế độ panorama. Các bạn thấy hình nó hơi rộng và cũng hơi méo ở bốn góc. Và màu độ nét rất là tươi. Tiếp theo mình sẽ test cho các bạn một số bức hình mình chụp vào hoàng hôn bằng cách chụp mây trời đẹp và những cái vật thể là hình bóng đen nhé. Ở đây mình chụp lúc điều kiện mây rất là đẹp. Nhìn vào là các bạn mê luôn ấy. Trên hình nó y chang ngoài đời thật luôn. Và có một vài bức hình mình đã hậu kỳ và cho nó tươi hơn. Tiếp theo mình sẽ test các hình ở chế độ phơi sáng. Và sau đây mình sẽ trường chân máy và mình sẽ test ở tiêu cự 16mm. Và các bức hình này mình đã xử lý hậu kỳ qua màu, thế ra các bạn thấy màu rất là rực rỡ. Tiếp theo mình sẽ quay qua test chân dung. Và ở đây có một vài bức hình chân dung mình đã có xử lý qua màu, độ nét thì vẫn vậy. Ở đây mình chụp ở các tiêu cự từ 18-50 tùy vào các điều kiện. Các bạn có theo dõi nhé. Bức hình này mình chụp ở tiêu cự 35mm. Và góc này mình chụp ở 16mm. Nên các bạn thấy hai góc bên dưới xung quanh nó hơi bị méo. Tiếp tục mình chụp vài bức hình
Ở tiêu cự 50 mm thì các bạn thấy ở đây nó có xóa phông khá là nhẹ. Tiếp tục mình test thêm vài bức hình nữa và có blend màu. Hai bức hình này mình chụp ở góc máy, xoay máy dọc lại và ở góc 16 mm thì các bạn thấy xung quanh rìa nó hơi bị méo. Tiếp tục mình sẽ chụp 16 mm và ở đây đang là view sân bay nhé. Và tiếp theo mình sẽ test hai bức hình ở điều kiện ngược nắng hay là mình chụp ở Vũng Tàu và mình để tiêu cự 50 mm nhé. Đây, hai bức hình này mình đã có xử lý qua màu. Và tiếp theo mình sẽ test một cái vài chức năng đó là quay phim. Ở đây mình sẽ test hai đoạn quay phim ngắn tầm mười mấy giây để các bạn thấy nhé. Ở đây là mình đang quay ở sân thượng nhà mình ở cái tiêu cự 50 mm và mình đang quay máy bay nó đang cất cánh. Ở đây quay vào lúc trời bình minh nên mây và màu rất là đẹp. Ở đây mình quay chế độ tự động nhé. Và tiếp theo mình sẽ quay một bức hình ở điều kiện như các bạn đã đi du lịch vậy đó. Ở đây mình đang cầm máy trên tay, không có thiết bị chống rung gì hết nhé, không sử dụng gimbal. Để tổng kết vấn đề này thì đầu tiên mình sẽ nêu ra một vài ưu điểm và nhược điểm của dòng máy này. Ưu điểm đây là một dòng máy rất là gọn, nhỏ gọn, các bạn có thể bỏ vào túi đeo của mình, các bạn xách đi mọi nơi, đi du lịch hay đi chơi chẳng hạn. Ống kính này cũng khá là nhỏ. Máy này có bắn ảnh qua wifi điện thoại, thành ra là các bạn rất là tiện. Thứ hai nữa là nó có thể thay đổi ống kính, thì sau này các bạn có thể nâng cấp lên các lens chân dung như là 50 f/1.8, như là chụp xa có ống kính 55 210. Các bạn có thể gắn lên flash hoặc là cài thêm một số app rất là hay, các bạn có thể quay time lapse này hay là tạo những bộ lọc màu rất là hay. Và nhược điểm của dòng máy này thì mình thấy hầu như nó là nhược điểm duy nhất là nó ở khoản pin. Thì một cục pin mới thì các bạn có thể sử dụng khoảng từ 250 đến 300 tấm. Tính là khi các bạn đi, các bạn có thể mua thêm hai ba cục pin nữa, tầm giá khoảng 300 nghìn một cục thì các bạn có thể sử dụng nhiều hơn. Và thứ hai, cái dòng máy này chưa hỗ trợ cảm ứng, thì các bạn nếu thích cảm ứng thì các bạn có thể hơi hụt hẫng một xí. Tuy nhiên thì chức năng này thì có người sẽ không thích. Cái nhược điểm thứ ba là cái màn hình này nó chỉ lật lên lật xuống chứ nó không xoay 360 độ được. Thế là các bạn, những bạn mà hay selfie thì không áp dụng được nhiều. Thêm một nhược điểm nữa đó là dòng máy này khi các bạn quay lâu, ví dụ trên 5 phút, nó thường sẽ báo nóng và có thể tắt máy để khi nào máy nguội nó khởi động trở lại. Thì đối với các bạn nếu muốn nhu cầu quay chuyên nghiệp thì các bạn có thể tham khảo các dòng cao hơn như là Sony A6300, 6400 hoặc 6500. Đó là một vài ưu điểm và nhược điểm của dòng máy này. Các bạn có thể tham khảo thêm ở nhiều nguồn khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.